Mình đợi tao Nguyệt. Một giây một thôi, người ta bấm rồi mà cũng nở lòng nào nói đợi mình tới khi nào. Đợi là đợi thế nào? Người nó ác độc lắm. Là cái này là sẽ chịu phải đi chi. Trang, ở dưới đó kiếm việc dễ không? Sao tao thấy bạn đó, nó lại bị lừa vậy là lắm. Thầy, thằng bé nó bị lừa vô cái động đa cấp hoài luôn á. Nói mà nha, kiểu như nay đi tổng cục phỏng vấn ha, cái ngò búa xu cái nó đi về nó biết là đa cấp, là em phải đóng trước 200.000 để lấy tổng cục, thế là nó đi về luôn rồi đa cấp đó, chỗ nào cũng là đa cấp đó, nhưng mình thấy chỗ luôn toàn đa cấp không à. Cái gì nó nói vậy à? Đi cái gì đi trời, đây nó nói chuyện mời nó nhập con, nói chuyện nó mời. Từ lúc em không làm ra cái video thì được xem. Dạ. Nó nhậu quá không chở chứ không được. Em to con nhất rồi đó.
nguyên ra cho nó sợ mày. Bước ra nguyên ra. Mày á, mày bước ra nguyên ra hù nó đi cho nó sợ. Đấy là nó này. Đó, tao tắt mua xa đó rồi đó. Chút hồn rồi mày. Chút hồn mày thấy ổn. Đi về đường đó, tôi nhớ là phải đi quá không. Này đó, tao tắt mua xa. Gì có bầu bầu vậy hả? Mẹ bầu sắp